có bị Covid không? Chứ sợ cục mũ nhiều thì cái cục mũ như này ba lần mà vẫn chưa hết. Trường mới hết. Cục mũ này, cục mũ đó là 4 năm cục của người khác. Mày thì cứ nói chị bên này cũng ai có thứ thứ ma thứ ba đi dự quê vợ dự quê cạo chứ lâu cạo vợ nè cạo cạo ấy phải cái thằng mà xấu quậy quá thằng xấu quậy à cái thằng mà con bà hay quánh á thằng mà chị bé không biết mà thằng chị vừa rồi dễ thương vô đây cười 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 gì nữa luôn luôn hả thầy vừa rồi học sửa xe với Vũ gì nữa muốn sửa xe ông Thảo đúng rồi học xe hắn vô kêu không học học mấy bữa không học hay là răng đó đó về quê hắn hả hắn cũng nghỉ học luôn rồi hả Vũ nhìn cái mặt ông nhỏ nó như con nít dễ sợ. Cái gì đó? Alo. Chị. Chưa? Chưa. Chưa. Đi hộp. Vì tụi thấy cũng các thú vườn mà tụi thấy ngày rất là ca cho thú vườn cũng nhiều hơn gá. Bác em thấy làm như đây làm kỹ sạch hơn đúng không? Như đây là như đây. Làm chậm như đây này. Chậm đó chứ bữa là bận ngày có khách làm rạc 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 cho mấy chậm hơn bận ngày một xíu mình bị vội vàng cái mình làm không được kỹ chỗ nó mới dài lần xíu rồi nói chung là bán thì cũng vui vui người xung quanh họ cảm thấy mệt dạ lô mẹ mấy giờ rồi anh Bơ 8 giờ. 8 giờ anh là mô. Tiếng về chữ á. Em nói anh mấy giờ? 8 giờ.
8 giờ 5 phút rồi. Còn chạy công ty mà. 3 phút đó mà. Ờ, 3 phút 5 phút. Chờ anh ngay ra. Để anh đứng sáng nào ra đi làm đứa sai về tụi đây không? Sáng đi làm đứa sai gì? Hai đứa đi làm chị dễ không đỡ. Đủ rồi thôi thì tát, còn không thì thêm nữa. Thôi với... mỗi lần ho là mỗi lần quẹt. À đấy hả? À đấy hả? Là gió chị, do mình mệt hay là gió chị? Con không biết. Hồi nhỏ thì mình như thế hay là ra? Mới bị ra. Mỗi lần ho thì là mình buồn mửa. Đau một mửa đó hả? À, chị Hổ này nhà rồi má chị em đi học, còn hai đứa nhỏ thứ sao đi học thôi đúng không? Dạ. Còn Vũ nghĩ rồi. Ừ, đứa không được.